Vậy thì ai nên là người trả tiền trong lần hẹn đầu tiên? Thường á, là cái buổi đầu tiên thì em thấy là bạn nam là người mời, thì em nghĩ là bạn là người trả tiền sẽ hay hơn. Vậy nếu mà cái bạn nam đó trả tiền thì anh cũng không có vấn đề với chuyện đó, nhưng mà nếu mà cái người bạn nam đó expect là muốn sẽ là hôn em hoặc là nắm tay hay gì đó trong buổi hẹn đầu tiên thì em có ok với việc đó hay là không? Nếu như mà bạn nam á, em cũng dành một tình cảm đặc biệt gì đó cho bạn thì em nghĩ cái chuyện nắm tay là ok, còn hôn thì em nghĩ là chưa sẽ dừng lại buổi thứ nhất. Anh á thì anh không có vấn đề gì trong cái việc là cái người đàn ông, người con trai nên trả tiền trong cái lần hẹn đầu tiên, và thực chất là anh cũng chưa bao giờ để người con gái phải trả tiền trong lần hẹn đầu tiên. Nhưng mà vấn đề của anh ở đây là khi mà em đi đến một buổi hẹn thì em expect cái người đàn ông sẽ là người trả tiền. Khi mà em đến đó, trong cái tâm trạng của em là không có muốn đem đến cái gì đó cho người đàn ông đó hết, chẳng hạn như là em không muốn hôn người đàn ông đó, và chắc chắn em cũng sẽ không muốn đi về nhà ngủ với người đàn ông đó trong buổi hẹn đầu tiên. Vậy tại sao em lại expect cái người đó trả tiền trong lần hẹn đầu tiên nhỉ? Thường á, bạn nam mà mời em đi chơi á thì lần đầu tiên có thể là em chưa đồng ý, có thể gọi là thuyết phục em để em đi ăn với họ một buổi đó, thì em nghĩ em đã dành thời gian cho họ, thì cái việc đó em nghĩ rất là đơn giản thôi. Người đàn ông là người trả tiền rất là bình thường. Thì anh cũng nghĩ là người đàn ông là người trả tiền rất là bình thường, nhưng mà ý là khi mà người đàn ông đi đến một buổi hẹn á thì trong đầu của anh ta luôn nghĩ đến chuyện là anh ta sẽ mang đến cái gì đó cho em, chẳng hạn như anh ta sẽ mang đến cái sự cảm giác thoải mái cho em, hay là anh ta sẽ chọn cái nhà hàng rất là ngon. Tức là người ta luôn lúc nào cũng muốn mang đến một cái gì đó cho cái buổi hẹn đó. Còn trong khi em đến đó thì em sẽ trong đầu em luôn lúc nào cũng nghĩ là cái người này phải làm gì cho mình, làm ABC gì đó để mà mình có thể chấp nhận anh ta, trong khi em không nghĩ là em sẽ mang đến một cái gì đó cho cái buổi hẹn đó hết. Phụ nữ thường sẽ có một cái giá trị riêng của phụ nữ. Khi mà đàn ông mà mời phụ nữ đi một buổi hẹn bữa ăn thì thường là cũng là đang muốn lấy lòng, cũng như là đang muốn gọi là chinh phục người phụ nữ ấy. Nhưng mà người phụ nữ ấy lại quá dễ dãi hay là quá gọi là thoải mái trong lần hẹn đầu tiên thì chắc là mình sẽ không được cảm giác là chinh phục, hay là người phụ nữ đó có giá trị cao. Mình không nghĩ là cái chuyện quen nhau phải là chinh phục hay gì đó, mà mình nghĩ là khi mà đến cái buổi hẹn đầu tiên là để mình tìm hiểu xem cái người phụ nữ này suy nghĩ cái gì, và người phụ nữ cũng sẽ tìm hiểu xem là người đàn ông đang suy nghĩ cái gì. Tức là mình đang tìm hiểu đối phương và mình có phù hợp hay là không, chứ không phải là mình đến đấy để mình làm tất cả mọi cách để mình chinh phục người phụ nữ đấy. Mình không nghĩ cái đó là cái cách hay khi mà mình approach cái buổi hẹn đầu tiên như vậy. Nếu em gặp một người đàn ông mà họ không có cái sự rung động mạnh hoặc là không có cái bản tính chinh phục một người phụ nữ thì em nghĩ sẽ dừng lại ở cái mức gặp cái buổi hẹn đầu tiên thôi, và cũng không muốn gặp lần thứ hai. Và đó là lý do tại sao Tony độc thân.